Ngày 8 tháng 5, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 1516, Nguyên Quận Công Trịnh Duy Sản sai võ sĩ sát hại Tương Dực Đế của Triều Lê Việt Nam, sau đó hỏa thiêu thi thể. Năm 1541, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Hernando de Soto trở thành người Âu Châu đầu tiên được ghi chép là đến sông Mississippi, ông gọi sông là Rio del Espíritu Santo. Năm 1609, trong cuộc xâm chiếm Lưu Cầu, quân đội phiên Satsuma của Nhật Bản tiến vào kinh thành Suri của Lưu Cầu. Năm 1945, ngày chiến thắng, 8 tháng 5, sau khi phát xít Đức đầu hàng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1954, bắt đầu diễn ra hội nghị Geneva về Đông Dương. Năm 1957, Ngô Đình Diệm thăm chính thức Hoa Kỳ. Đây là một phần chuyến công du đến các nước chống cộng sản của ông Diệm. Năm 1963, đàn áp trong sự kiện Phật đản bùng phát tại Huế giữa các Phật tử và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1978, ngày truyền thống Viện Kỹ thuật Phòng không, Không quân, Quân chủng Phòng không, Không quân và Viện Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân. Năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận bệnh đậu mùa đã được tiệt trừ. Năm 2012, nhóm nhạc Nam Hàn, Trung EXO chính thức được ra mắt dưới sự quản lý của công ty SM Entertainment bằng ca khúc Mama.